Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền, và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính con người là Đấng Thiên Chúa đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng người đã sai đến." Xin kính chào quý bà anh chị em. Hôm nay là thứ hai, ngày 6 tháng 5 2019. Lời hằng sống trong suốt tuần 3 phục sinh này là chương 6 của Tin Mừng theo Thánh Gioan, còn gọi là diễn từ về bánh hằng sống mà Chúa Giêsu đã nói trong hội đường Capernaum. Bài Tin Mừng hôm nay là phần mở đầu của diễn từ ấy. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều mà Thánh sử Gioan gọi là dấu lạ, Chúa Giêsu phân biệt giữa lương thực mau hư nát và lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Đâu là lương thực mau hư nát? Đó là những thức ăn mà chúng ta dùng trong các bữa ăn hàng ngày. Vì ăn xong chúng ta vẫn lại đói và phải dùng tiếp để tồn tại. Nhưng rồi cuối cùng thì thức ăn này cũng không nuôi sống chúng ta mãi mãi được, mà tất cả chúng ta đều phải đối diện với cái chết. Còn lương thực thường tồn là lương thực luôn luôn tồn tại và tồn tại mãi mãi. Đây là một kiểu nói khá mới lạ, khá lạ tai, không gặp trong đời sống hàng ngày của con người. Lương thực thường tồn làm cho người ta được phúc trường sinh bất tử. Chính vì thế mà Chúa Giêsu bảo hãy ra công làm việc để có được thứ lương thực này, chứ không phải thứ lương thực mau hư nát. Trên đời này ai cũng mong muốn được sống mãi mãi, nhưng khi đối diện với cái chết thì mọi mơ ước đều tan tành. Chỉ có đức tin vào Chúa Giêsu và đón nhận lương thực người ban thì chúng ta mới có được cái lương thực thường tồn. Sau khi ông Christophe Colombo tìm ra Mỹ Châu, một người Tây Ban Nha tên là Ponce de Leon nghe đồn ở Tân Thế Giới có ngọn suối trường sinh. Ông liền sắm thuyền vượt biển sang Nam Mỹ đi tìm kiếm. Và trước Chúa Giáng sinh khoảng 2.000 năm, Hoàng đế Trung Hoa lúc ấy là Tần Thủy Hoàng muốn được trường sinh bất tử. Ông nghe các nhà chiêm tinh nói ở Biển Đông có một hòn đảo thần và dân ở đó khám phá ra bí quyết trường sinh. Ông liền phái một tàu thuyền chở đầy châu báu đến đó để đổi lấy cái bí quyết trường sinh. Nhưng dân chúng ở đó không chịu đổi. Hai câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy con người thời nào cũng mong muốn trường sinh bất tử. Đó là ước mơ ngàn đời của loài người. Mỗi lần thấy một người nằm xuống là ước mơ này cũng dày vò con người cách mãnh liệt hơn. Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta biết rằng cuộc sống nơi trần gian này không phải là toàn bộ cuộc sống con người, và chết không phải là hết. Còn có một cuộc sống vĩnh cửu không bao giờ chấm dứt, đó là cuộc sống trường sinh. Ngọn suối trường sinh mà Ponce de Leon, người Tây Ban Nha, đã khổ công đi tìm kiếm, bí quyết sống vĩnh cửu mà Tần Thủy Hoàng cho người đến tận các đảo thần tiên ấy đổi đó, hiện đang ở trước mặt chúng ta trong bí tích thánh thể. Muốn được trường sinh bất tử, muốn sống đời đời, chúng ta cần đến lương thực thường tồn. Đó chính là mình và máu thánh của Chúa Giêsu Kitô. Thế nhưng, trước cám dỗ
của những lương thực mau hư nát. Có những người đã mải mê dùng cả cuộc đời ngắn ngủi này để tìm kiếm chúng, như thể chúng có thể đem cho họ hạnh phúc đích thực. Đến khi giật mình tỉnh ngộ thì đã muộn, vì một cuộc đời vô nghĩa sắp trôi qua. Cái chết sắp tới làm cho họ hoang mang hơn, không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu. Có người cả một đời tranh giành quyền lực và danh vọng, cùng với sự sung túc tiền của kèm theo, tai tiếng chồng chất, nhưng đột nhiên chấm dứt mọi hoạt động một cách bí ẩn. Sự thật về sức khỏe của họ tuy bị che giấu, bưng bít, nhưng có một sự thật không thể che giấu, đó là họ sắp hết thời, hiểu theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Xin Chúa cho chúng ta biết làm theo lời dạy của Chúa Giêsu, hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn, đem lại phúc trường sinh. Amen.